Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những lo ngại xung quanh hệ thống radar trên đảo Triton Ngày 27 tháng 10, BBC Tiếng Việt nhận định, radar trên đảo Triton, Trung Quốc có thể do thám miền Trung Việt Nam và xa hơn. BBC dẫn viện nghiên cứu Chatham House của Anh ngày 17 tháng 10. Theo đó, hệ thống radar trên đảo Triton sẽ giúp lấp đầy khoảng trống do thám không phận giữa đá Subi và đảo Hải Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu Pauline từ Mỹ cho rằng Trung Quốc ngày càng áp đảo về năng lực radar trên biển Đông và là quốc gia duy nhất có thể giám sát hầu hết những chuyển động trên biển hoặc trên không ở biển Đông. BBC dẫn bình luận của tiến sĩ sát từ Mỹ nói rằng xe có thể phát hiện được máy bay và các thiết bị tàng hình và có thể có sức mạnh răng đe đáng kể. Hệ thống xe có thể cho phép Trung Quốc tạo một hàng rào bao bọc ranh giới yêu sách đường 10 đoạn trên biển Đông một yếu sách rộng lớn, điên rồ và thiếu căn cứ, xâm phạm như và các luật quốc tế liên quan. BBC cho biết theo nghiên cứu của phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng đại học Johns Hopkins tại Mỹ, thì Sa phát ra một lượng năng lượng tương đối lớn, có thể gây nhiễu cho hệ thống điện tử hàng không, dẫn đường và thông tin liên lạc của máy bay cả quân sự và dân dụng. Và đây là hình vị trí của hệ thống Sa trên đảo Triton. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ Colin Cole từ Singapore cho rằng hệ thống SA được thiết kế để chống lại các phương tiện tàng hình của Mỹ. Ông nói, mạng lưới radar này cho thấy trên là sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc so với các đối thủ trên Biển Đông, chẳng hạn như Việt Nam. Giờ đây, vấn đề không chỉ là việc quân đội Trung Quốc tăng cường trang thiết bị quân sự, mà còn là khả năng tự động hóa chỉ huy, đóng vai trò tối quan trọng khi xảy ra xung đột Đặc biệt là về mặt phát hiện, theo dõi và định vị mục tiêu cho khả năng tấn công tầm xa. Cần nhắc lại rằng, khi cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022, máy bay của bà đã cố tình đi theo một hành trình vòng vèo tránh xa biển Đông. Điều này cho thấy mối quan ngại của Washington về khả năng giám sát và theo dõi của Trung Quốc trong khu vực, bên cạnh nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc chạm trán trên không có thể bất ngờ xảy ra. Tiến sĩ Colin Cole nói thêm. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Alexander Vuong Vinh từ Mỹ cho rằng tác động lớn nhất là việc Trung Quốc có khả năng phát hiện các động thái của Việt Nam trong một phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm toàn bộ miền Trung Việt Nam. Và đây là hình bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng, nơi có trạm radar được mệnh danh là Mắt Thần Đông Dương, sẽ mất đi lợi thế khi hệ thống xa trên đảo Triton hoạt động. Tiến sĩ sát cũng nhắc đến khả năng hệ thống xa trên đảo Triton sẽ tạo một chướng ngại đa miền đối với Việt Nam, có thể được dùng để can thiệp hoặc gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc quân sự và dân sự của Việt Nam và thu thập thông tin tình báo gây cản trở quá trình quá cảnh an toàn của các quốc gia khác giữa Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là cảng Đà Nẵng. Sự xâm lấn rộng hơn của Trung Quốc có thể khiến phương tiện của các quốc gia khác đối mặt với rủi ro khi đi qua vùng biển giữa Việt Nam và Hoàng Sa. Giáo sư Alexander đánh giá, Trung Quốc có thể sẽ thử nghiệm chiến thuật mới trên Biển Đông, vẫn tiếp tục các hoạt động thăm dò dầu khí, và dùng các hoạt động này để khẳng định chủ quyền theo đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông, nhưng họ sẽ không lặp lại vụ giàn khoan hải dương 981 vào năm 2014. Xét sức mạnh quân sự vượt trội của Trung Quốc so với Việt Nam hiện nay, tiến sĩ Colin cho rằng hệ thống radar xa trên đảo Triton cũng có điểm yếu, đó là dễ lộ sơ hở, dễ bị tấn công và hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công tầm xa của Hà Nội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin những lo ngại xung quanh hệ thống radar trên đảo Triton. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đổi Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Bộ trưởng Lương Tâm Quang sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức kể từ ngày 28 tháng 10. Một nguồn tin nội bộ của Thời báo chấm cho biết mục đích chính của chuyến đi Đức này của ông Quang là để dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang. Theo kế hoạch ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Quang sẽ có hai cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức và với Thứ trưởng Phụ trách về An ninh và Cảnh sát Liên bang thuộc Bộ Nội vụ Đức. Khi gặp bà Nancy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, ông Quang sẽ đề nghị phía Đức hỗ trợ bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, viết tắt AIC, để dẫn độ về Việt Nam. Đổi lại, Bộ trưởng Công an Việt Nam cam kết sẽ trao trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức theo yêu cầu của chính phủ Đức trong những năm trước đây. Được biết, việc đề nghị chính quyền Đức hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ bà nhàn AAC nằm trong chương trình tối mật của Bộ Công an. Điều này nhằm phục vụ việc thanh trừng trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Cả hai nhân vật này vẫn bị cáo buộc có những mối quan hệ mờ ám cả về tình cảm cũng như tiền bạc đối với bà nhàn. Những thông tin kể trên có nhiều điểm trùng khớp với bản tin của nhật báo test mới đây khi nữ nhà báo Đức Marianne Mai đề cập đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, phía Việt Nam sẽ cho phép ông Trịnh Xuân Thanh quay lại Đức, nơi vợ và ba trong số năm người con ông đang sinh sống, nếu phía Đức chấp nhận trao trả bà Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã bị tòa án Việt Nam kết án vắng mặt với mức án 30 năm tù, với cáo buộc tham nhũng và gian lận đấu thầu. Sau khi rời Việt Nam vào năm 2022, bà đã đến sống tại Đức và đang được các lực lượng an ninh Đức bảo vệ chặt chẽ để tránh nguy cơ bị bắt cóc. Yêu cầu dẫn độ từ phía Việt Nam đã bị cơ quan tư pháp Đức từ chối, một phần do hậu quả từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017. Ông Trịnh Xuân Thanh sau khi về Việt Nam đã bị tòa án tuyên hai bản án tù chung thân vì tội danh tham nhũng. Bất kể ông Thanh kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này và cho rằng các bản án mang động cơ chính trị. Nhật báo Test cho biết, vụ án của bà Nhàn cũng có động cơ chính trị vì có liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính quyền Đức vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chính trị Việt Nam phức tạp liên quan đến các đối thủ chính trị của Thủ tướng. Và đây là hình bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo tác giả Maria Mai, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức xác nhận với Nhật báo Test rằng, cuộc gặp sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 28 tháng 10, và sẽ kéo dài khoảng 1 giờ giữa các đại diện của Việt Nam và Quốc vụ Khanh Nội vụ Đức, Henschel. Bộ Nội vụ Đức không cung cấp thông tin về nội dung cuộc gặp mà phía Việt Nam đề nghị. Theo thông tin giờ chó, phía Việt Nam đã đưa ra thêm một đề nghị khá hấp dẫn với phía Đức, đó là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam sẽ ưu tiên dành cho Siemens, một công ty nổi tiếng của Cộng hòa Liên bang Đức, nếu đáp ứng điều kiện trao đổi nói trên. Liệu phía Đức có đồng ý với thỏa thuận này hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Thứ nhất, không phải Bộ Nội vụ Liên bang Đức có thể quyết định liệu một người có bị dẫn độ sang quốc gia khác hay không, mà việc này thuộc thẩm quyền của tòa án và Bộ Tư pháp Liên bang Đức. Thứ hai, Việt Nam không có một hệ thống tư pháp độc lập điều mà phía Đức khó có thể chấp nhận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lương Tâm Quang sẽ thành công trong vụ đỡ Trịnh Xuân Thanh lấy nhàn AIC hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.